chiếc Hoàn Thành nhỏ và con cô bác. Đây là một chiếc xe bản sedan, mẫu xe nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện tại Hàn. Đó là chiếc xe Daewoo Gencha sản xuất 2010, số sàn động cơ của nó 1.2. Với những mẫu chiếc xe Gencha bản Nhật thì nó trang bị động cơ 1.2 thôi. Còn dòng xe Gencha bản Việt thì nó sẽ động cơ của nó 1.5 nhé. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho khách hàng xem, như là chúng ta phân biệt được một chiếc xe Gencha bản Nhật và một chiếc xe Gencha bản Việt, nó khác biệt nhau ở những điểm gì nhé. Với mẫu xe Gencha bản Nhật này thì nó hiện tại là mang biển 20A27343. Dòng xe Gencha nhập thì nó trang bị na đăng đúc nguyên bản theo xe, nhưng với dòng xe Gencha bản Việt thì nó trang bị na đăng sắt thôi. Còn nếu mà có na đăng đúc thì là chắc chắn là chủ xe họ đổ nhé. Cùng giống nhau là xi nhan thì tích hợp bảo dưỡng bên sườn. Với dòng xe Gencha bản Nhật thì nó có hai túi khí an toàn, nhưng với dòng xe Gencha bản Việt thì nó sẽ không có túi khí an toàn. Bây giờ thì em sẽ sơ qua một vòng và em sẽ quay cái phần máy móc này, cũng là phần nội thất và cũng như là sơ qua cái phần gầm của chiếc xe Gencha nhập này để bà con cô bác chúng ta xem và chúng ta tham khảo. Vâng, bà con quan tâm với chiếc xe Gencha nhập này thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại là 0397 265 286 ạ. Vâng, địa chỉ cửa hàng bên em thì gần chân cầu vượt Quảng Toan Hồng Bàng Hải Phòng. Đấy, phía trên đây là chân cầu vượt Quảng Toan Hồng Bàng Hải Phòng ạ. Với mẫu xe Gencha bản Nhật thì nó trang bị vô lăng 4 chấu nhá. Gencha Việt thì nó chỉ có 3 chấu thôi. Đấy, vô lăng 3 chấu và con này thì là Gencha nhập 4 chấu này. Hai túi khí an toàn, một cánh lái, một cánh phụ. Với dòng xe Gencha bản Việt là sẽ không có và khác biệt nữa. Đấy, một cái khác biệt nữa đó là dòng xe Gencha bản Việt thì nó trang bị kính điện, gương của nó vẫn là chỉnh bằng cơ. Đấy, trên đây là chỉnh bằng cơ. Nhưng với chiếc xe Gencha bản Nhật này thì nó trang bị cả hệ thống gương kính điện cục xòe luôn nhá. Đấy, hệ thống gương kính điện cục xòe luôn, đây là nguyên bản theo xe. Với chiếc xe Gencha bản Nhật này thì cửa hàng em đang chào bán là 185 triệu, bao gồm cả rút hồ sơ cũng là hỗ trợ vận chuyển cho bà con cô bác. Giá trên thì vẫn còn bớt, còn thương lượng nên bà con cô bác cứ gọi điện cho em để chúng ta chốt giá nhé. Trần quay thì đã được bọc ni lông này, trần nó vẫn là trần nỉ nhé. Đấy, gương chắn nắng này. Tắp lô trên đây được trải thảm này. Đấy, được trải thảm ạ. Và kia thì có ông Phật Di Lạc này. Với dòng xe Gencha bản bản Việt cũng như là bản Nhật thì Gencha bản Việt thì nó là một chiếc xe bản Việt, nó không phải dòng xe nhập, nhưng mà với chiếc xe Gencha bản Nhật thì nó là một chiếc xe nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện tại Hàn, nó khác biệt nhau ở đấy ạ. Và được cái là con này là dòng xe nhập nên là nó trang bị nó đang đúc nguyên bản theo xe, đều giống nhau là ở cái phanh đằng sau đấy. Phanh đằng sau của Gencha Việt và Gencha nhập đều là phanh tăng trống. Nhưng mà với chiếc xe Gencha bản Nhật thì nó sẽ có cả ABS nữa. Đấy, nó có hệ thống ABS. Nhưng với chiếc xe Gencha bản Việt nó sẽ không có nhé. Đấy là khác biệt nữa của những Gencha nhập và Gencha Việt ạ. Bây giờ thì em sẽ quay sơ qua cái phần gầm để bà con cô bác chúng ta xem với chiếc xe Gencha bản Nhật này. Với dòng xe Gencha bản Nhật thì sẽ tôn vỏ của nó dày hơn và xe thì sẽ không bị mục mọt. Chắc chắn là Gencha Việt nó sẽ có độ mục mọt với đời này. Đấy, không thể nào tránh khỏi nhé. Nhưng với chiếc xe Gencha nhập này thì cái độ mục mọt nó sẽ ít hơn là Gencha bản Việt. Đấy, nếu Gencha bản Việt là mục mọt của nó tổng khoảng bao nhiêu phần trăm, nhưng con này thì nó chỉ xác suất là một ít thôi. Đấy, một ít. Và đều là bản sedan cả nên là cái phần cốp của nó cũng khá là rộng. Đấy, bây giờ quay phần cốp cho bà con chúng ta xem này. Phần cốp của nó này, với mẫu xe Gencha và sedan thì cái phần cốp của nó rất là rộng, được dán chống ồn này. Đấy, dán một cái lớp chống ồn rồi, kích lốp đầy đủ nhé, hơi bẩn một chút thôi. Đây là động đuôi cá, nguyên bản là sẽ không có đâu, kể cả Gencha nhập và Gencha Việt nó sẽ không có, nhưng mà cái này là chủ xe độ, cái là động đuôi cá thì nó thể thao hơn thôi. Với mẫu xe này thì đã được trang bị ốp mạ chrome, tay nắm mở cửa này. Đấy, tay nắm mở cửa, cũng là có chân kính này. Đấy, vè mưa có đầy đủ, ký hiệu của Gencha. Ghế của nó cũng còn tương đối sạch sẽ,
Gentra Nhật và Gentra Việt thì đều là trang bị điều hòa cơ và đóng lạnh hai chiều. Đấy, đều giống nhau ở cái điểm đó nữa nhé. Đăng kiểm con này thì nó còn đến tháng 5 2023. Đấy, tháng 5 2023 đấy ạ. Giá bán là 185 triệu là bao gồm cả lúc hồ sơ cũng là vận chuyển cho bà con. Vẫn còn bớt còn thương lượng ạ. Hệ thống đèn đóm rất là sáng này. Đấy. Với dòng xe Gentra nhập thì nguyên bản của nó là sẽ không có đèn gầm đâu, nhưng mà cái này là chủ xe họ đã độ nhá. Đấy, độ vào đèn sương mù. Đây là độ nhá, độ đèn sương mù. Mặt ca răng của nó này. Đấy. Lưới tản nhiệt của nó thì nó với dòng xe Gentra này thì nó sẽ không có cái độ tản rộng. Nó chỉ thiết kế như thế này thôi. Đấy. Ký hiệu của Daewoo này. Và tiếp tục đây thì em sẽ quay cái vận hành máy của chiếc xe Gentra nhập này để bà con chúng ta xem. Máy thì em đã đổ rồi này. Và bây giờ thì em sẽ quay cái phần máy của chiếc xe Gentra nhập này nhá. Vâng, đây là phần vận hành máy của chiếc xe Gentra nhập 2010. Với khối động cơ của nó là 1.2 thì nó trang bị 4 máy này. Đây ạ, ga lên một chút để bà con chúng ta nghe cái phần máy của nó nhé. Chỗ này là hơi bẩn một chút, tôi không bị gấm dầu đâu nhé, không phải là gấm dầu đâu, bẩn thôi. Đấy. À, cái phần dây cua này, đấy. Đúng rồi, cái phần gắn kho của này là không kêu. Chắc chắn là của chiếc xe Gentra nhập thì máy móc của nó đã làm lại rồi, chứ không phải là con này là máy chưa làm nhé. Nên bà con chúng ta đi xem xe thì cũng không thể vẫn nữa là sao lại quay là máy chưa làm, và hiện tại thì máy đã làm lại rồi. Đấy. Cũng là về phần cái phần răng đằng trên này, hay gọi là răng trên của chiếc xe Gentra đấy ạ. Là không hề bị tai nạn nhé. Đấy, không hề bị tai nạn. Các máy bên trong có điện. Vận hành rất là ok. Đây ạ, em mở lắp đầu bà con chúng ta xem này. Đấy. Không hề có dấu hiệu hơi thừa nhé. Triệu là bà con cô bác chúng ta đã sở hữu được một chiếc xe Gentra bản nhập 2010. Vâng, bà con cô bác quan tâm thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại là 0397265286. Đặc biệt là bà con xem thì hãy like, đăng ký và chia sẻ giúp em ạ. Một nữa thì cho em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể bà con cô bác đã quan tâm theo dõi và kênh mua bán của em. Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây và xin hẹn gặp lại bà con cô bác ở những video cũng như là những clip tiếp theo nhé.